Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một chương trình iGolf nhận 150 top cần Maso bằng khoảng 7,5 đô. Top cần này đã list trên sàn ở Bank Nikkei Swap nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở cái link form người ta cho các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, kênh seller nữa các bạn. Có 3 nhiệm vụ các bạn. Và tờ Twitter cho Reddit. Các bạn join vào các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow nha các bạn. Rồi sau khi các bạn follow rồi các bạn mới up lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nữa nè các bạn. Rồi kênh seller thì các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Sau khi join vào nhóm chat xong thì các bạn mới up lại nè các bạn. Thì tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Và các bạn copy cái hashtag nè các bạn. Phan các bạn. Các bạn copy cái hashtag này giúp mình các bạn, chia sẻ dự án chúng tôi trên một nhóm Telegram, trên tờ Twitter. Rồi các bạn copy cái hashtag này giúp mình các bạn. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Các bạn bấm vào tờ Twitter nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn bấm vào follow nè. Rồi tiếp tục các bạn lướt xuống cái bài viết đã ghim nè. Các bạn like vào tờ tweet nha các bạn. Like nè. Rồi các bạn trích dẫn vào tờ tweet nha các bạn. Trời ơi. Rồi, trích dẫn với tờ tweet nè. Các bạn bắt các tát ra vào các bạn. Châu tài. Sẽ dám không ăn ta. Rồi các bạn tờ tweet lại nghe bạn. Sau khi tờ tweet các bạn trả lời link form cũ các bạn. Tiếp tục dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha tất cả các bạn. Anh Nhân Quỳnh 591@com. Tiếp tục thì QCD UID Telegram của tất cả các bạn thì các bạn vào setting copy cái Telegram của mình nha các bạn. Username Telegram mình á @4-1. Tiếp tục thì username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn vào trang bà đô file thì các bạn sẽ thấy được tờ username Twitter các bạn. Này để tham gia chương trình khuyến mãi kích thước của support này, nhiệm vụ này đem làm sao các bạn. Tiếp tục thì khuyến mãi tham gia liên kết thưởng, tham gia để nhận tiền liên kết, điền vào liên kết retweet các bạn. Thì tờ Twitter các bạn phải trên 25 được follow các bạn thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra lại nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Sau khi các bạn mở tờ Twitter mình ra thì các bạn nhấp vào bao gạch, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn đã tờ tweet nha các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép theo khai nhớ tạm nha các bạn. Sao chép liên kết nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Các bạn mở cái link form ra các bạn bắt vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì cái mã mờ này thì các bạn đi giùm mình @4-1 nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đấy. Tiếp tục thì các bạn lấy đi dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 nè các bạn. Mình là vừa làm vừa đeo vừa cắt các bạn. Mình sợ tốn thời gian của tất cả các bạn xem đó các bạn. Nên mình làm rất nhanh gọn các bạn. Bấm bắt vào đây nha các bạn. Nhấn vào đây nè. Rồi tiếp tục thì cái bức ảnh này thì các bạn để tham gia khuyến mãi trên Telegram. Các bạn chia sẻ một cái bài viết của nó các bạn. Rồi gửi lên Telegram group các bạn để mình qua tờ Twitter mình lấy cái bài viết của nó các bạn. Thì trên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào một tờ tweet cho trả lời, các bạn nhấp vào trang cá nhân của nó nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được một cái dòng tờ tweet nè các bạn. Các bạn sao chép hết cái dòng này cho mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép xong thì các bạn mở một cái nhóm group Telegram nào đó đi các bạn. Đây mình mở Telegram ra. Trên Telegram thì các bạn tìm một cái nhóm cộng đồng nào các bạn chia sẻ lại một cái bài viết đó nha bạn, các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha bạn.
các bạn chụp màn hình dưới một mang nha các bạn. Lưu ý trên kênh Telegram là phải có trên 500 lượt member nha các bạn. Thì đối với một kênh Telegram trên 5 lượt member là khá chuyện một là một chuyện khá dễ dàng các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lại cái link form này các bạn. Các bạn gỡ một cái tạp lên đây cho nó các bạn. Lưu ý nha các bạn, ảnh dưới 1 MB nha các bạn. Bạn tải lên nè. Nếu bạn nào mà tải không được thì các bạn post ảnh lên Zalo nha các bạn. Các bạn tải lại cho ảnh nó dung lượng nhỏ là rồi các bạn chỉ việc bấm gỡ thôi các bạn. Là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 150 tốc cần ma so đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.